Zalo, em nghĩa xin mới chào tất cả các bác ạ. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của em nha. Hôm nay em cũng xin tự giới thiệu tất cả các bác, em tên là Nghĩa. Nói chung là em chuyên về hàng nội địa, máy nhật và hàng cưa xích, máy cắt cỏ và bơm mini các thứ nha các bác nhé. Các bác xem qua video em lần đầu thì cũng cho em xin lượt like, đăng ký kênh nút màu đỏ ạ. Hôm nay thì em cũng tranh thủ giới thiệu với tất cả thì các bác một cái máy mới nữa, hàng 4 mini các bác nhé. Hồi sáng ngày thì em cũng có tranh thủ quay một cây 4 mini thì em khách ở anh trai ở bên Lâm Đồng cũng đã chốt rồi, thì em cũng giờ em sẽ quay lại cho các bác thêm một cây màu đỏ này. Cái này thì tên của nó là Robin LB04 các bác nhé, Robin LB04. Cái này thì nòng nó 4 mini đấy, bình xăng trên. Nói chung là tình trạng cái này thì nó cũng rất là đẹp các bác nhé. Nói chung là không quá là vấn đề gì về bên ngoài hay ngoại hình cả. Nó chỉ nói chung là cái màu sơn nói thì hơi sức một chút thôi, nhưng mà vấn đề là cái bộ lòng của nó thì con này rất là khỏe, siêu khỏe luôn. Lòng con này khỏe gấp đôi cái con kia luôn các bác ạ. Các bác nhìn cái phần bô dưới này, bô dưới vào cái phần bình xăng trên này, đấy cũng rất là đẹp. Con này thì nó sở hữu bộ bố tum to, cũng bố tum rất là to luôn, và bao da của nó rất đẹp này. Cái bao da lâu của nó ri nguyên bản của Nhật luôn. Cái bao da này, cái nói phải nói bây giờ là cái áo da của nó cũng không bằng cái lớp da này, nó cực kỳ dày luôn các bác nhá. Đấy, dây đeo cái này thì cần lắp, nó xoay được 360 độ cho các bác ạ. Xoay, các bác xoay, nói chung là để các bác mà sử dụng phát đồi núi thì con này rất là ok nhá. Đấy, xoay thoải mái luôn, cần lắp có thể xoay được khóa và tự động luôn. Đấy, các bác không sử dụng nữa thì sẽ khóa lại. Tình trạng con này thì khá là zin nguyên bản nên cũng khá là nhạy nổ. Chỉ có chắn cỏ là em đã thay mới thôi cho nó đẹp, với lại để tránh chúng ta khi là phát cỏ phát bằng cước ấy, các bác phát bằng cước thì nó tránh bị đá sỏi bắn trực tiếp từ phía bên tay hông này bắn lên mặt mình nhá. Đấy, cái chắn cỏ này nó cũng rất là tiện lợi đấy các bác. Tình trạng ở đầu bầu của nó đây, em sẽ lấy thêm một con ốc ra cho các bác. Đấy, lấy ốc ra. Tình trạng đầu bò nó khá là khít các bạn, làm nó cũng khá là khít và đầu bò rất là to các bác nhé. Cái này phân cước thì thoải mái luôn, máy rất khỏe. Giờ em sẽ chú tranh thủ test lổ cho các bác nghe để các bác hơi hám thấy nó ok không nhé. Đúng là hàng siêu khủng luôn các bạn. Các bác có thể nhìn được cái độ cày của nó rất là mạnh. Con này thì các bác mà để quất cước hoặc là các bác sử dụng để mà bơm nước hoặc là chúng ta sấy đất cũng rất là cực kỳ là ok luôn. Cái dòng này nó siêu khỏe luôn các bác nhé. Cái dòng này thì ưu điểm của nó là thứ nhất là khỏe này, thứ hai nữa là nó công suất nó lớn đấy các bác, có thể xoay, nói chung là cũng khá là tiện. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì em cũng nhấn mạnh nó là cũng khá là nặng các bác nhé, khá là nặng. Nó cái độ của nó thì khoảng 8 kg trở lại đấy, khá là nặng đấy. Cái này thì cũng riêng nguyên bản, cũng khá là đẹp, sử dụng chân trống cũng đầy đủ hết cho mình luôn đấy. Tình trạng ốc yết bình xăng chế riêng nguyên bản các bác nhé. Các bác có thể thấy được cái ốc của nó này riêng nguyên bản luôn đấy. Cái dòng này thì nó rất là bền cho bò các bác nhé. IC của nó thì làm sẽ làm đối từ bên kia bên bên tay bên trái của mình, nó sẽ bắt thẳng cái đường dây dẫn lửa qua bên đây đấy, và cái lòng của nó thì nằm cạnh bên này và bên cạnh bên tay phải này. Rồi đường bô ống xả khí thì nó sẽ giả xuống dưới đấy, rất là tiện lợi. Và chế cái bình xăng con thì nó nằm bên cạnh này. Dòng này nó làm rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Nói chung là cái này thì em cũng tranh thủ quay. Cái này có gì lúc nãy anh nào có ưng ý mà nhắn tin cho em ấy thì thấy ok thì báo em ạ, sẽ rồi em cảm ơn anh.
Thank you.